Rồi, chào mừng tất cả các bạn đến với channel của mình nha. Hôm nay mình sẽ quay con Hitachi ES120 các bạn, cần dài. Hiện tại là đang múc đất ở bên sông nè các bạn. Có hai tài xế nha, một tài xế chính và một tài xế phụ. Hiện tại là mình đang ở kênh 12 các bạn, ở Dọc Ghiền. Thì kênh này nó giáp với Tân Hiệp các bạn ơi. Ồ, cái gào mỏ dịch có ba cái găng nữa các bạn. Đó, thằng thấy không? Ba găng nè. Cái chẹt cũng tương đối vững các bạn ơi. Đây thì nó đang múc bờ bên kia. Giờ là mình sẽ cho mấy bạn thấy được toàn cảnh múc đất của nó luôn nha. Cái cần rất là gọn luôn các bạn, vừa đủ để gấp luôn, quá đã. Con này nhìn thấy cũng tương đối mới mấy bạn. Đó, cái cần các bạn thấy không, cao tới đọt dừa luôn các bạn. Bờ bên kia cũng là cái lỗ xe nha các bạn. Con này thì mới xuống với vùng mình gấp mắt lẻ thôi nha, không biết đâu chuyển về nè. Cần tương đối dài đủ để múc xong sâu được các bạn ơi. Cần này chắc dài cũng khoảng 10 mét. Tới đọt dừa luôn các bạn.
đất sáng giờ múc chắc cũng khá là nhiều rồi các bạn, nên giờ là nó cặm ngập cần luôn mà lấy không có nhiều đó. Rồi đất này cũng được nè, đầy gạo luôn các bạn. Wow. Đây đất vẫn còn nhiều các bạn ơi, đất tương đối là cứng nè, đất sét nhiều. Yeah.